Xin đến vào nhà mình món chay thứ hai, đó là gà sẻ phay chay. Thì ở đây con cho gà sẻ phay chay vào chiên. Trước hết thì con chuẩn bị chảo nóng. Cho một ít dầu lạc hoặc dầu mè để tốt cho sức khỏe. Nếu có sả thì con sẽ phi sả, hôm nay con mới nấu hết sả rồi. Con có một ít dầu đã rán qua với kiều. Nếu như mình ăn kiều thì mình làm kiều, còn mình không ăn kiều thì mình có thể ăn sả hoặc riêng ạ. Gà này, gà chay này người ta làm từng miếng như cái gà thịt đấy, nên mình cũng cần phải xẻ nữa. Mà để nguyên như vậy vào để mà chiên sơ. Gà chay con cho lửa nhỏ thôi, lửa khoảng mức số 2 hoặc số 3 để cho khỏi bị cháy. Hương vang nhẹ nhẹ là được. Cái cơ duyên có ăn chay cũng đến từ như xem trên mạng, vào kênh đầu tiên đó là cái kênh đẹp, kênh Địa Tạng, đến có nhân duyên như thấy ngài Địa Tạng Bồ Tát của chúng sanh rất là nhiều, và con cảm thấy rất là cung kính và nghĩ đến những lời ngài dạy trong kinh Địa Tạng khi con được nghe qua mọi người chia sẻ và đọc kinh. Bây giờ con phát nguyện ăn chay. À, như vậy là được 4 năm trường, và càng ăn thì càng thấy thích, và càng ăn ra thì càng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh và thấy nhẹ nhàng, cũng như cảm thấy trong lòng nó rất là thoải mái. Và như ăn chay thì con là có tinh thần đi tìm hiểu một số món ăn mới để luôn thay đổi món ăn gia đình. Lúc đầu thì mọi người trong gia đình cũng không thích con ăn chay vì sợ con thiếu chất và không ai ăn chay với con, nhưng mà sau một thời gian học và một thời gian con nấu chế biến món chay mới thì mọi người không còn cảm giác việc ăn chay là một việc sở hữu chất nữa. Đây con chuẩn bị một ít là muối tiêu, ở đây con dùng muối hồng của Himalaya để cho tốt cho sức khỏe. Muối tiêu, bột ngọt. Lúc đầu ăn chay con cũng sợ lắm, con sợ là mình không ăn tới nơi chốn, và nhưng mà chính nhờ cái sự phát nguyện ngay từ đầu, con nguyện ngài ơi, ngài cho con ăn chay, ngài giúp cho con vậy, cho con sợ gia đình cảm cảm lắm, bởi vì xưa nay con hiếm khi ăn chay mà sức khỏe con trước đây nó tệ quá, đụng nào nó xỉu, đụng đâu nó xỉu, nó ốm. Nhờ những người xung quanh giúp đỡ và chia sẻ thì con đã có biết được ngay, con biết được cách ăn sao nó cho hiệu quả và cần thêm bổ những chất gì để người ăn chay. Hàng ngày nên làm gì để có sức khỏe, thì nhờ như vậy con cảm thấy tự tin trong việc ăn chay của con và để chia sẻ với cả nhà. Dạ, chiên sơ rất là nhanh, con cho một ít muối tiêu vào để tắt lửa ra để cho nó thấm, giống như mình làm gà bọt á. Món này con đang làm đó là món gà bọt cháy. Cả nhà đừng lo là mình sẽ không ăn chay được hoặc là gia đình cấm cản, con cũng từng như vậy, nên con xin khuyên cả nhà mình mạnh dạn lên, mình tìm ra món ăn mình cảm thấy có đầy đủ chất và hấp dẫn để cả nhà được cùng thích ăn theo với mình. Mục đích là để cả gia đình đều khỏe mạnh. Như vậy là con đã có một món gà sẻ phay chay, và chúng ta qua làm một ít chanh nữa để cho dậy mùi thơm, và rắc một ít tiêu nữa là xong. Dạ, chúc cả nhà có bữa ăn ngon, thêm nhiều món mới và thật là nhiều sức khỏe. Con xin cảm ơn mẹ thiên nhiên ạ. Dạ, vậy là con đã xong món gà bọt chay kèm với chua ngọt thập cẩm và hai khay bún mắm nêm chay. Con xin chúc cả nhà có những ngày cuối tuần bên người thân với những món ăn mình yêu thích, và làm cho người thân không còn cảm giác món cay thiếu chất và không ngon miệng, không hấp dẫn nữa. Dạ, con xin tuần sau con sẽ làm video về thêm một món mới nữa, đó là món bún đậu mắm cháo. Xin cảm ơn cả nhà, xin cảm ơn Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát, xin cảm ơn tất cả các ngài đã gia hộ cho chúng con, xin được ơn, và xin được ơn thiên nhiên, xin được ơn kinh liên của luân hồi, xin được ơn tất cả tín chúng đã xem về các món ăn chay, chúng con xin được ơn ạ. Con xin hết, con xin chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ. Om ha ha ha, Om Sam Mô Đi So Ha. Om ha ha ha, Om Sam Mô Đi So Ha.